Mới đây tại tỉnh Đồng Nai, nam thanh niên có tên Nguyễn Nam Thuận, 18 tuổi, đã vờ đặt mua nhẫn kim cương online để cướp tài sản. Công an huyện Nhân Trạch đã kịp thời bắt giữ đối tượng. Theo điều tra ban đầu xác định, Thuận là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 9 tháng 4, Thuận vào trang mua bán hàng trực tuyến của một công ty vàng bạc đá quý ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đặt mua một vỏ nhẫn có giá hơn 95,3 triệu đồng. Thuận chọn hình thức giao hàng là nhận hàng rồi thanh toán trực tiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Vào ngày 12 tháng 4, anh Nguyễn Trọng Liên, 46 tuổi và anh Nguyễn Đức Lợi, 25 tuổi cùng đi giao hàng cho Thuận tại hẻm Sơn Banh, xã Phước Thiện, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khi gặp nhau, Thuận được xem hàng đã mua, lại dùng lúc anh Lợi và anh Liên không để ý, Thuận đã rút con dao ra đâm vào cổ anh Lợi với mục đích cướp tài sản. Trong lúc hai bên giằng co, công an xã Phước Thiện đã có mặt khống chế đối tượng, giao cho công an huyện giải quyết theo thẩm quyền.